vô tình, Tổng Trọng đã biến Đảng Cộng sản thành đấu trường khốc liệt. Vào năm 2011, Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư bằng hình thức chọn thái tử, không cần thông qua đấu đá chí tử để mà ngoi lên. Tuy con đường đi lên của ông khá bình yên, nhưng khi đó ghế Tổng Bí thư lại lép vế chiếc ghế Thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng. Tổng Trọng đã phải bỏ ra hết nhiệm kỳ đầu tiên để giành lại vị thế vốn có cho cái ghế Tổng Bí thư. Phải đến cuối nhiệm kỳ đầu, ông mới thành công loại được đối thủ lớn nhất là ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vũ đài chính trị tại Việt Nam. Sau khi loại được đối thủ lớn nhất này, quyền lực đã nằm gọn trong tay của ông. Thì ông Trọng bắt đầu chấn chỉnh Đảng Cộng sản, mục đích chính là xây dựng hệ sinh thái quyền lực cho riêng ông để không ai có thể đe dọa được ông nữa. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, ông cũng phải hô hào là làm trong sạch đảng. Vì vậy, ông lập lên cái lò trên danh nghĩa là để đốt quan tham, nhưng một mũi tên trúng đến hai cái đích. Vừa củng cố quyền lực vững vàng, vừa được tiếng liêm khiết chống tham nhũng cho mình. Sự nghiệp chính trị của ông Trọng trong vai trò Tổng Bí thư có thể tóm tắt trong một cụm từ mô tả ngắn gọn, đấy là củng cố, hưng thịnh, suy tàn. Nhiệm kỳ đầu tiên là thời gian ông củng cố quyền lực, nhiệm kỳ thứ hai là thời kỳ quyền lực của ông đạt đến sự hưng thịnh tột đỉnh, và nhiệm kỳ thứ ba tuy chưa kết thúc nhưng có thể thấy rõ sự nghiệp chính trị của ông đã suy tàn. Lò đốt tham nhũng bắt đầu lập nên vào năm 2016. Trong suốt 5 năm, ông Trọng đốt khá nhiều quan chức cấp cao, trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị phải vào tù. Thời gian này, ông lấy được lòng tin của không ít người dân. Tuy nhiên, sang đến nhiệm kỳ thứ 3, người dân có đủ thời gian để chiêm nghiệm lại thành tích đốt lò của ông. Đã có những thắc mắc về việc tại sao củi đốt mãi không hết, thậm chí càng đốt lại càng nhiều thêm. Ông Nguyễn Đức Chung vào tù, nhưng người thay thế ông là Chu Ngọc Anh cũng không khá hơn, thậm chí còn tồi tệ hơn cả ông Chung. Tương tự nhiều trường hợp khác, người thay thế cho quan chức đã thành củi cũng chẳng trong sạch hơn, mà chỉ là người chưa bị lộ. Rồi cuộc thanh trừng dưới chiêu bài chống tham nhũng không có vùng cấm đã bị thuộc hạ của ông lạm dụng, đánh gục các thuộc hạ khác cũng của ông để ngoi lên trở thành thế lực vô đối trong đảng. Từ đây, đảng trở thành một nồi cám lợn, khi mà có quá nhiều phe phái nổi lên, đánh nhau không ngừng nghỉ. Chẳng ai coi kỷ cương, phép nước hay luật lệ của đảng ra gì, cứ mạnh thắng yếu thua mà phang nhau, chí tử. Khi ông Trọng mới lên làm Tổng Bí thư, triều đình của Đảng Cộng sản cũng có hai phe, phe ông Trọng và phe Ba Dũng. Khi dẹp được phe Ba Dũng, ông thành trùm đảng một thời gian. Còn giờ đây, cung đình này có rất nhiều phe đan xen quyền lực và đánh nhau loạn xạ. Trong đó có thể kể ra như phe ông Trọng, phe Hưng Yên, phe Nghệ An, phe Hà Tĩnh, phe Ninh Bình, phe Thanh Hóa, vân vân. Mỗi phe đều tranh thủ củng cố lực lượng và quyền lực cho mình. Rồi đây, ông Trọng sẽ phải rời chính trường trong tương lai không xa. Có thể ông bị ép rời ghế, hoặc cũng có thể ông sẽ chết khi đang tại vị. Khả năng ông về với các Marx Lenin là rất cao, bởi sức khỏe của ông đang ngày một cạn kiệt. Cuộc sống của ông hiện đang duy trì và kéo dài nhờ vào thuốc. Tuy không thiếu thuốc, nhưng khi sức lực của ông đã cạn thì thuốc men cũng trở nên vô dụng. Hậu Nguyễn Phú Trọng sẽ là một Đảng Cộng sản đầy bất ổn và chia rẽ. Đó sẽ là một thời kỳ loạn xứ quân, khi các phe liên tục nổi lên đánh nhau để tranh giành quyền lực. Khi đó, người dân sẽ càng khốn khổ, đất nước càng mất mát nhiều hơn do các nhóm tranh nhau cầu viện Bắc Triều. Và tất nhiên họ đều không quên mang theo những món quà từ quyền lợi của quốc gia để cầu mong sự giúp đỡ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vô tình, Tổng Trọng đã biến Đảng Cộng sản thành đấu trường khốc liệt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Nguyễn Văn Yên lên thớt, Phan Đình Trạc lung lay, cảnh huynh đệ tương tàn trong ban bí thư. Tại kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6,
ông Trần Cẩm Tú đã chỉ đích danh ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Được biết, ông Yên là cấp phó của ông Phan Đình Trạc tại Ban Nội chính Trung ương này. Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương lâu nay được xem là anh em một nhà. Ngôi nhà chung của cả hai là Ban Bí thư. Hai ban này đều là công cụ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao lâu nay. Ông Trọng giao một người Nghệ An và một người Hà Tĩnh đứng đầu hai cơ quan quan trọng này. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa Phó Ban Nội chính Trung ương lên thớt được xem như anh em một nhà, tương tàn lẫn nhau. Nếu ông Trọng còn đủ minh mẫn, ông còn sức khỏe để trực tiếp điều hành Ban Bí thư thì khó có chuyện để cho anh em một nhà chém giết lẫn nhau đến như thế. Trước đến đây, Ban Bí thư vẫn hoạt động trơn tru dưới bàn tay điều hành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong khoảng hơn một năm qua, ông Trọng đã nhường vai trò điều hành Ban Bí thư cho bà Trương Thị Mai và bà Mai cũng không để cảnh huynh đệ tương tàn xảy ra. Xem ra bà Mai là người có khả năng quản lý Ban Bí thư. Tuy nhiên, sau khi bà Mai bị đánh gãy ghế thì sóng gió trong Ban Bí thư mới nổi lên cuồn cuộn và bắt đầu đánh lẫn nhau. Khi Ban Bí thư bị kích cho nội loạn thì thế và lực của Tổng Trọng trên chính trường cũng bị yếu đi rất nhiều. Điều đáng nói là khi Ban Bí thư nội loạn, người chịu trách nhiệm chính trong vấn đề này trước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không ai khác chính là ông Lương Cường, thường trực Ban Bí thư. Tô Lâm chính là người đã hạ gục ba đại đệ tử của ông Trọng chỉ trong vòng có hơn một tháng. Và giờ đây ông đang tiến hành kế hoạch đánh phá Ban Bí thư từ bên trong. Có thể nói sau khi thành công cấy nội gián vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tô Lâm đã và đang điều khiển Trần Cẩm Tú đi theo quỹ đạo của ông. Việc Trần Cẩm Tú quay đầu chĩa mũi dùi vào Ban Nội chính Trung ương cho thấy Tô Lâm thật sự muốn nhìn thấy Ban Bí thư của ông Trọng tương tàn lẫn nhau. Người mà ông Tô Lâm căm ghét nhất nhưng cũng ngán ngại nhất là Phan Đình Trạc, chứ không phải Nguyễn Văn Yên. Tuy nhiên, với cương vị trưởng Ban Nội chính Trung ương và cũng xuất thân từ ngành công an, Phan Đình Trạc có thể đọc được ý đồ của Tô Lâm rất rõ ràng. Cho nên, nếu muốn đánh trực tiếp vào Phan Đình Trạc là điều không hề dễ dàng đối với Tô Lâm trong lúc này. Ông Nguyễn Văn Yên chỉ là người thừa hành, thông thường chủ mưu trong các vụ sai phạm, phải là cấp trưởng. Việc Trần Cẩm Tú nhắm vào Nguyễn Văn Yên thì điều đó cũng được ngầm hiểu rằng ông đang nhắm tới Phan Đình Trạc. Cách đánh của Tô Lâm trong thời gian qua đều theo một công thức chung, đó là đánh mạnh vào thuộc cấp để buộc cấp trưởng phải thoái lui. Vụ Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ cũng đều là cùng một công thức như thế. Ông Trọng hiện nay đã gần đất xa trời, sức khỏe không còn được bao nhiêu. Quyền lực chính trị cũng bị suy yếu và sức khỏe của ông, mà trước khi vào giai đoạn xế chiều, trong khi đó, Tô Lâm là nhân vật đang lên. Trên thực tế, Tô Lâm đang có sức mạnh vượt trội nhất trong các thế lực chính trị ở thượng tầng. Rồi, thời điểm phải thay thế ông Trọng ở cương vị Tổng Bí thư cũng sẽ phải diễn ra, không thể đảo ngược được. Việc ông Trọng tham quyền cố vị, không chịu gời chiếc ghế Tổng Bí thư đã khiến cho Tô Lâm càng mất kiên nhẫn. Không ngồi được vào ghế Tổng Bí thư sớm, Tô Lâm xúi thành phần nội gián làm loạn Ban Bí thư, bởi Tô Lâm có đủ đồ chơi để thực hiện ý đồ này. Thời của Nguyễn Phú Trọng đã hết, không biết ông có nhận ra điều đó hay không. Nếu ông còn cố bám víu quyền lực, Đảng Cộng sản của ông lại càng trở nên loạn hơn mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Nguyễn Văn Yên lên thớt, Phan Đình Trạc lung lay, cảnh huynh đệ tương tàn trong Ban Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.